Killing spree. Rampage. I'll be able to dig that little mishap from the expedition logs. Your turret has been destroyed. Exploration runs in my family. It's in my blood. Send the bill to my uncle. My God. Once it's a ruin, I can legally loot it. It's not grave robbing if you have a college degree, which I do. Marvel at that! Jarrow Lightfeather never gives up. He learned that from me. And my boots are not waterproof. Fantastic. This reminds me of discovering the spirit tomb of Ekran.
Triple kill. Double kill. Điều anh không thể ngờ. Không thể ngờ bạn ơi. Nước đậu bắn nhở? Chưa bạn ơi. Địt mẹ bạn có thì tớ có chứ sao nữa. Tao thì có điện thoại. Ngáo rồi. Thế điện thoại cái đâu? Mẹ đang sửa đây. Thế bao nhiêu? Chưa biết hết bao nhiêu à? 6 triệu rồi thầy. À, lắm tiền vay hoa 5 triệu. Hả? 6 triệu vay hoa 5 triệu rồi thầy. Bậy cỡ, hoa cho vay à? Cô vay. Qua vay hoa được chục rồi. Điểm. Điểm, điểm cái đồng buổi thì điểm. À, trả tới 10 nốt đi bạn ơi. Nó bị tư tiền mà trả bạn ơi. Bạn vay mượn đâu đi, ai có tiền bạn vay mượn đi. Vay ai nhỉ? Thấy hoàn cảnh tớ hiện tại bạn vẫn còn lì lốn rồi, bạn không trả tiền tớ sao? Mẹ với tớ có tiền tớ đã trả bạn từ đâu rồi? Bạn tớ bạn thấy tớ lì à? Tớ có tiền đâu, bạn thấy tớ bình thường còn trả có tiền nữa là trả vay đâu, vay ai được? Bạn xem tớ vay ai được? Bạn có trách nhiệm, bạn vay mượn ai đâu có bạn trả tớ gì? Vay ai được? Mẹ vay ai tớ biết gì sẽ được bạn. Ừ. Mẹ bạn bảo ai vay ai được tớ vay ngay.
Bạn bè tớ cũng giống bạn bè bạn rồi. Cái khác gì nhau. Mẹ ai nhỉ? Bạn đây. Bạn. Sao? Nếu bạn có tiền đi, tớ thật nếu bạn có tiền. Địt mẹ mấy cái điểm này không xèo thì sẽ điểm cặc nữa. Gầm cút. Thế bạn cứ xèo thì địt thẻ mày. Cứ nên là xèo cho tớ địt mẹ. Mày thằng Linh Boy. Cái gì? Hả? Mày thằng Linh Boy chỉ xếp hạng đi mày. Nó không phải đâu á. Mày chạy đi. Có tiền cứ vậy mà xèo. Chỉ căng lên nó xèo. 24 đổ lên là quá đẹp. Xèo địt mẹ mày băng về địt mẹ mày 1723 luôn. Xèo này 1723 500 giá. Địt mẹ. Bạn ơi, hôm trước nên đến sớm, 11 rưỡi tôi đến. Con em thế là thì hơi sớm này. Thế nên phòng em một tí, thì tối về mẹ nhắn tin cho em. Một dãy dài khi mẹ nói. Ở hai đứa coi như mẹ không có ở nhà vậy. Chịu rồi. Là sao? Thì ấy, là hai đứa kiểu thân mật quá đi. Ừ. Coi như mẹ không có ở nhà vậy. Ừ. Đúng vậy còn gì nữa. Từ đến sớm có tí thì chạy tới lên phòng em ngồi 5-10 phút. 40 đi học rồi, 30 hơn 30 thì đến. Chúng mày làm rơi làm chuột thì trước mặt tao đây. Sao bạn ấy, chính xác cái ý đấy thì bạn ấy. Không 10-0 mà vẫn thắng được kinh thắng. Vậy là ai đánh trận đấu không 10-0 mà vẫn thắng nhỉ? Kinh thắng. Yêu địt nhé mày. Mẹ nói với con kia vậy á? Chứ không nói với tao. Cháu nói với mày mẹ. Không nói với tao cả. Nên là mình cũng phải biết ý từ sau rút kinh nghiệm bạn ạ. Chả phải rút đi sao? Việc kéo thì mẹ bạn cứ bảo đi. Mẹ sớm muộn gì cháu nào con rồi lại cô. Bớt ngoãn. Mày thì... Quá mượt mõm. Mà sao Hoàng bảo là tối nay đã bóng xong về liên hoan tất nhiên mà. Hả? Ai bảo? Minh Bùa bảo nào Hoàng bảo là tối nay đã bóng xong về làm tí tất nhiên thì. Nháo à? Thì thằng Minh Bùa nó bảo vậy thôi. Vừa tôi gọi tao nó bảo là chiều nay có đi đá bóng không? Hai hôm trước anh Hoàng bảo là thứ hai đã bóng xong về tất nhiên. Chịu tao chưa nhận được thông tin gì. Tao chưa nghe thông tin đấy. Mẹ tao đi thiên. Hôm nay mưa gió này bóng bàn đéo gì bạn nhỉ? Mưa đéo gì đâu bạn, mưa đâu bạn, địt mưa xuân đi. Đang mưa thôi. Mưa xuân. Mưa tối nay không đá được, anh em mình đi làm tí nổ nhỉ? Hả? Bạn đi. Tao không nhớ, mày nợ tao bao giờ? Không qua Ino đây. Gì? Mày Ino của mày 500 mà. 400 thì không, tối qua tôi đưa bạn 200 về đây. 400 cái địt mẹ mày 400. Đi trả 400.
150. Đít mẹ. Tăm tăm. Năm tí đít thế đít chứ năm tăm. Đít ngáo à. Đít mẹ mày. Bố mày đánh đè cho mày nữa đi còn điếm rách. Tao không, cứ tao có bảo mày đánh đè đâu. 450. Đít biết tăm tăm. Hôm qua đưa 200 rồi. Hôm qua là mày giả nước. Đít mẹ mày lần nào đi bố mẹ giả rồi. Hôm qua mày giả. Bố mày là đít thì bố mày trả trả. Cái đít. Vậy đang còn nợ bạn 200 nữa. Hai cái đít mẹ mày hai. Bắn bố mày đủ 500. Đít nó nhiều đâu. Đít mẹ mày nhờ phúc của mày bố mày mất 2 triệu nữa đi. Có đít tiền đi. À bạn ơi. Yêu ý. Không biết là đít mày điểm gỡ hay điểm may đi bạn ạ. Đít mày không thấy đéo là đêm tớ, tối qua tớ lại mơ bạn đít mẹ mày đánh cái tài khoản đít được 2.200. Nãy một hôm được 2.200. Yeah. Ừ, mà bạn này địt mẹ mày cũng bận giả vờ tớ làm hết mất tiền. Nhưng mà sau này địt mẹ tí nữa uống rượu xong anh em mình chắc là bạn rơi cái tài khoản địt mẹ mày dương 2.200 vậy. Yeah. Ừ. Điềm báo năm mới chẳng, điềm báo năm mới chẳng. Ừ sao nữa bạn này. Anh em mình nay trung tẩy con 22 hả? Đít. Đít trẻ rồi. Thua 2 hôm đau quá rồi phải gỡ lại 1 hôm như bạn đít. Đít mẹ mày. Tiền thì đít mẹ mày. Lần này cầm tiền về giả nợ hết sạch. Giả nợ hết sạch. Giả nợ hết sạch. Bốn triệu ra cô. 3 triệu giả bạc, 500 giả bạc, đi mẹ 500 sửa xe nữa nào. Điện. Giờ cuối tháng 20 ngày nữa. Điện đói mà. Mà trước tết nữa nhận được một lần nữa nhỉ. Địt mẹ trả phải nấy. Nhưng mà đéo được, đéo đến ngày đấy. Địt không đến thì cũng phải bảo mà em ứng chứ. Nấy trước đi như nào cũng có địt tiền nhưng mà tiêu gì mình chả không lấy, mình chả không lấy. Thế bảo ơi, anh điện tháng này bắn luôn cho em 15 triệu đi. Sao em 7 triệu trước cũng thằng 15 triệu đi. Đi chạy cho xong mẹ đi. Cho xong mẹ luôn. Tiền mà giáo hoàng đây bạn ơi. Bạn đi rồi. Đoàn phủ đầu kìa. Thằng này dám đoàn phủ đầu với tao à. Yêu địt mẹ mày chết ở tình hình thế này bạn ơi. Tôi đã địt mẹ bớt ăn điều địt địt mẹ mày không thể. Tình hình này địt mẹ mày không để đồng nào được bạn. Không có tiền mà chênh luôn địt mẹ. Thằng địt nào đi bay này chết dở rồi. Mẹ mày cắt nhé, đi mẹ từ giờ đến cuối năm là bia rượu cắt nhé. Uống được gì? Địt mẹ. Do I look like a patient man?
their skulls. Paint the docks in their blood. Mẹ thành mũi cho tốt à? Không địt mẹ cái miếng rách này. Cứ địt. Được đấy. Ở đây nó dưới tôi tốt đi xuống bạn ơi. Kìa, vét đi kìa. Cái gì? Nó nổ quân gì kìa.
This is Mercy and Viltwater. Another! Đứng lại lên đi mẹ mày.
mất tông biến rồi, con Galahut mất tông biến rồi. Ăn đi. Địt mẹ mất toi nữa tao chủ nào. Đây gái mà địt mẹ bao lâu mới được tí chứ. Được không? Bắt ra. Địt mẹ, một giây nữa mà không biết. Your team has destroyed the turret.
Rồng đi, nó đang ở trên top thì mày lên top giải quyết được cái gì nữa? Thôi đẩy chú hai, Rồng địch gì trời? Kéo không đẩy được à? Chú hai làm gì? Rồng làm gì? Nhớ làm gì? Mẹ. Nhớ làm gì? Ngu vãi cả. Thả con đi ra đây. Thả con đi mà thả. Anh ơi.
hải thủ. Như mù vậy, giống như mù. Một chút tầm nhìn nào, mặc dù là một chút, chỉ là một chút thôi là anh có thể đánh như cánh ấy như rồi. Mẹ chẳng đánh ra bằng anh nắm thùng kia, mình đặt tí ra hết con mẹ thùng rồi. Đi chạy thùng mình hồi lâu vậy cả. Về đây chịu gan cái đi mày à mày. Bốn đã không còn được à? Bốn cái đi mày à mày bốn. Bố mình hết rồi, chúng ta đi.
Cái đấy. Ê, bé à, thằng lốn này. Bài nhanh đi. Biết chơi, chọn bài biết chơi. Với nó ạ, quân gì. Nào, cố lên à. Mày a mày. Với nó ạ. Đâu có tầm nhìn này của mẹ. Có tầm nhìn cả, có đánh mãi cả. Không chết chẳng. Shut down. An ally has been slain. The dead will herald my return. More cứ đừng phàm thôi. Mẹ
rồi. Chuẩn nhẹ điện chữa tinh bảy tạ sát thương chuẩn chạy nhẹ điện đánh thường lên 600 sát thương chuẩn slaughter docks. Tình hình công việc của bạn thế nào rồi? Bạn cái gì? Công việc đi hoa đi. Sao? Kiếm ăn chưa? Gì? Kiếm ăn chưa? Ăn gì? Mẹ công việc đi hoa đi.
Hoa nào? Địt mẹ hoa nào cái địt địt suốt ruột. Thị trường Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc các bạn. À địt con mẹ mày lắm kia lên à. Địt con tách của hai người tách này. Nếu có vai vàng của người nó đang đắt chết, nó đắt chết. Không quay được à?